has had three players listed on that watch list, so they're extremely talented. Rồi, chúng ta đã có hình ảnh trận đấu và sẽ chuẩn bị trận đấu của Gonzaga và Liberty. Liberty Flame. Packed house from Merrill Center. Glad that you're with us on Black Friday. Kick back, relax. Bây giờ sẽ là team up. Và team up bóng dành cho. Ơ kìa. Một pha luồn lên từ phía sau và tự dưng lại có một pha cướp bóng rất nhanh và ghi điểm. Đến từ cầu thủ bên phía Liberty và sau đó là 3 điểm thành công. 3 điểm khởi đầu trận đấu này của Thảo My. Thảo My khởi đầu với một pha ném rổ cực kỳ hot end và vẫn giữ được tay ném của mình từ đầu trận cho tới những trận đấu trước. Mọi người điểm danh số 25 quen thuộc nào. Tỷ số đang là 3-2. Vừa là quả 3 điểm thành công và sau đó là mất bóng rồi. Bóng quay trở lại với Gonzaga. Khởi đầu rất bay. Mọi người check cho mình một chút về đường hình đường tiếng nhé. Xem là tiếng sân nó có hơi bị to quá không. Thảo My. Ijim đang xin bóng này. Ijim này em không phải một đường truyền. Sau đó là một pha layup bị phạm lỗi và sẽ có hai quả phạt dành cho Eliza. Mình hấp xong đã lên điểm, tôi còn chưa kịp nhìn á, đã thấy quả 3 điểm vào rổ rồi. Hai quả ném phạt dành cho Eliza. Mọi thứ nó dồn dập quá. Như vậy là trận này nó không có cả box score luôn ạ. Trận này còn không có thống kê điểm số luôn. Ném chưa có điểm. Sau đó là có off rebound. Hai điểm được lên dành cho các cầu thủ Liberty. Hôm nay không có box score rồi. Không có nhìn được chỉ số. Thảo My. Ném 3 ngay từ Maxwell. Có phạm lỗi và sẽ là 3 quả ném phạt dành cho Maxwell. Hơi mờ à? Hơi mờ thì mọi người có thể chuyển qua đường link HD nha. And she's second on the team in three-point attempts with 31, and she's shooting it at 35%. So tough picking up the foul there on that three-point shot. Hai pha chính xác. Chính xác ở cả ba quả phạt. Liberty looking to counter. 2-2 in the early non-con for them. Tỷ số đang là 8-4, khoảng cách là 8 điểm dành cho Gonzaga. Full HD cũng mở, chắc là do đường link rồi. Đột phá rất nhanh. Không có lỗi đến từ Thảo My. Phòng ngự tốt. Thảo My là người dẫn bóng lên. Đường truyền nhanh. Eliza. Khoảng trống chưa ném. Nhưng bóng vẫn còn trong cuộc, chưa record violation. Vẫn còn cơ hội, 15 sẽ tấn công. Thảo My lướt đi. Bóng được truyền cho EG ở phía trong. Trung phong đội bạn rất cao. Thảo My còn 3 giây. Trọng tài xác định là có offensive foul đến từ EG. Một tình huống tấn công hơi bế tắc của Gonzaga. Từ đầu giải đến giờ họ đang có thành tích là 4-1. 4 thắng và 1 thua thôi. Còn với Liberty họ đang đánh 4 trận để thua 2 trận và thắng 2. Trung phong đội bạn rất cao, cầu thủ mang áo số 31 hiện tại thì chưa biết tên. Ném mid range, chưa có điểm nhưng box out rất tốt. Trọng tài sau đó bắt lỗi với một tình huống tranh chấp rebound của Eliza. Trung phong mang áo số 31 của đội bạn. Đó là Belas Muda.
They've been to 14 of the last 15 NCAA tournaments. Đột phá vẫn chưa ném được. Phòng ngự đang rất chắc từ Gonzaga. Vẫn đang là những pha thủ zone. Ném 3 điểm, bóng trắng ra ngoài và có rebound dành cho E-Dream. Thảo My. Vẫn đang là 4 điểm cách biệt dành cho Gonzaga. Mới khởi đầu tốt tại Texas. Khoảng trống, ném 3 ngay. Và là 3 điểm nữa dành cho Thảo My. Hai quả ném 3 điểm thành công. À không, như vậy là quả 3 vừa rồi là của Thảo My hay Thảo Vi nhỉ? Thảo Vi hôm nay đeo băng đầu gối ở chân phải. Còn Thảo My là chân trái. Hơi khó nhìn nha. Hai điểm được lên. Hình như vừa rồi là điểm được lên dành cho Thảo My. Cho bé tiếng mình là bên nước ngoài. Ok bác ơi. Ui, cho bé lắm rồi đấy. Sợ mất tiếng sân. Tiếp tục là Thảo My. Đột phá. Xoay sở rất hay. Và không có end one. Sẽ là hai quả phạt. Hai quả ném phạt dành cho Thảo My. Vẫn đang là một tay ném rất hot hand. Được giữ từ hai trận đấu trước. Với hai trận đấu, chính xác là ba trận đấu thì đúng hơn. Với hai trận có 21 điểm và một trận có 18 điểm của Thảo My. Một pha thành công. Link Star ở đâu? Gửi mình Link Star với. Chưa, cái link mình hay xem thì không xem được nữa rồi. Thì hôm nay họ không có Star. 13-6. Cách là 7 điểm dành cho Gonzaga. Chúng ném 3 ngay. Open 3 nhưng không có điểm. Tiếp tục là một quả ném 3 nữa. Vẫn hỏng. Có rebound dành cho Thảo Vy. Bắn lên rất nhanh. Đường truyền phối hợp. Và có một pha lay up nhưng chưa có điểm được ghi dành cho Gonzaga. Đây rồi, có start rồi. Cảm ơn nha. Thank you. Đội bạn hoa mắt với đôi Mivi. Từ đến tối còn hoa vắt. Nhìn một lúc mới phân biệt được E-Dream. Tài xác định là traveling của E-Dream. That's what you want to see if you're Liberty. A tough start to them defensively in this game. Certainly no shame in it. Gonzaga, one of the better offensive scoring teams in the country. Hiện tại thì Thảo My đang có 8 điểm. Field goal đang là 2/2. First appearance, the freshman from Grindavik, Iceland. One of two Iceland natives. Còn với Thảo My đang có 2 kiến tạo rồi. 13-6, quy 1 còn 5 phút 43 giây. Thoát đi rất nhanh. Nhưng sau đó là một tình huống chuyền bóng đã đập vào người một cầu thủ bên phía Gonzaga. Vẫn còn lại bóng biên. Cầu thủ trung phong bên phía Liberty rất cao luôn. Phát bóng biên. Còn 20 giây. Thủ rất tốt. Và bóng trở lại với cao thủ Gonzaga với 5 giây không phát đổi bóng đến từ Liberty. Thủ dồn cực kỳ chất lượng khiến cho đội bạn mắc lỗi 5 giây không phát bóng. Một turnover dành cho Liberty. Hai bên đã vào sân. Ném 3 ngay từ Eliza. Chưa có điểm nhưng có offensive rebound. Sau đó là một lỗi đến từ cầu thủ bên phía Liberty. Lỗi của cầu thủ mang áo số 23. Đó là Emma Hess. Bóng biên dành cho Gonzaga. Một cầu thủ cũng cao khác được tung vào sân. Đội bạn ngày hôm nay có chiều cao khá là tốt nha. Kelly Stoke. Thảo My. Vi có bóng. Tiếp tục là Thảo Vi. Bóng cho Hyman. Hyman ném midrange. Chưa có điểm cho Hyman nhưng có offensive rebound. Sau đó là một pha dép tốt từ đội bạn. Vẫn sẽ còn bóng biên dành cho Gonzaga.
Mi vì đứng ngang vai trung phong bên kia. Sẽ là một trận đấu mà đánh vào trong khá là khó. Hyman khoảng trống, ném 3 ngay, 3 điểm thành công. 3 điểm được ghi tiếp tục là Trương Thảo My. Điểm số thứ 11 của Thảo My rồi. Field goal 3/3. Và cả 3 tình huống dứt điểm thành công đều ở ngoài vòng bán nguyệt. 16-6. Quá hot hand rồi. Hot hand từ rất sớm. Chưa có steal nhưng vẫn đang là thủ tốt từ Gonzaga. Trọng tài bắt lỗi và có 2 quả ném phạt dành cho Liberty Flame. Thảo My đang vào zone từ quá sớm. Field goal 3/3 và cả 3 đều đến từ ngoài. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, record overall đang là 23-359. Như vậy là không có ném phạt, chỉ là bóng biên thôi. Quả ném 3 điểm thành công. 3 điểm được ghi dành cho Liberty Flame. Với tình huống dứt điểm thành công của cầu thủ mang áo số 25, đó là Agnes Dothier. Maxwell. Hyman. Được truyền ra góc không độ. Maxwell chưa ném được, còn 11 giây. Thủ khá rát, vẫn còn bóng. 6 giây. Thảo My cầm bóng. Thảo My đột phá, hơi khó rồi. Thảo My ném khó. Nhưng ném khó với ai chứ không phải là Thảo My ngày hôm nay. Quá hot hand. Ném như vậy nhưng mà vẫn có điểm dành cho Thảo My. Quả ném 3 thành công thứ 4 liên tiếp. Và là điểm số thứ 14 của Thảo My rồi. Cú ném cực kỳ vội khi mà shot clock gần hết. Và đội bạn cũng thủ rất rát. Nhưng không sao cả. Khó với ai chứ không phải với Thảo My. Cú ném khó như vậy nhưng điểm số thì vẫn là được ghi. Kèm đi, kèm nó đi, kèm đi. Đố kèm, kèm làm sao được mà kèm. Không có điểm được ghi. Có rebound dành cho Eliza. Cháy quá, cháy quá. Vẫn đang là Thảo My cầm bóng. Kali Stokes phối hợp cùng với Maxwell. Chưa ném được, Hyman lại kích ra. Trọng tài xác định là offensive foul của Eliza. 18-9. Gonzaga ghi 18 điểm. Có tới 14 điểm của Thảo My. Ác. Eugene quay trở lại khi mà hàng trong của Gonzaga đang hơi yếu. Quy một thôi nhưng mà Thảo My ghi tới 14 điểm. Rất may. Đột phá. Thả Flotter thiếu lực. Có rebound dành cho Ejim. Ui, Thảo ơi. Vẫn có bóng này. Thảo My. Và bật lên của Thảo My. Đường truyền nhanh. Maxwell cut and shoot 3. Có rebound của Ejim. Tiếp tục là cú ném của Maxwell. Và sau đó là một cú ném thành công ở cự ly trung bình. 2 điểm nữa được ghi dành cho Gonzaga. Với pha mid-range ghi điểm thành công của Maxwell, thủ tốt. Vẫn còn bóng dành cho Liberty. Thủ hay và có một steal dành cho Thảo My. Thảo My này đang quá hay. Bình tĩnh chuyền bóng. Maxwell đột phá, được chuyền hay. Calistoke lên rổ nhẹ nhàng và có 2 điểm, thậm chí đó là N1. N1 dành cho Calistoke. 20-19. À đâu nhầm, 22-19 rồi. Và có thêm một tình huống ném phạt nữa dành cho Calistoke. Thảo My quay trở lại sân. Thảo My cũng đang có cho mình 2 kiến tạo ngày hôm nay. Chưa ném quả nào. Vẫn là một Thảo My đánh thiên về kiến thiết lối chơi, kiến tạo cho đồng đội nhiều hơn. Ném phạt cũng thành công của Calistoke. Khoảng cách đang là 13 điểm rồi. Chỉ một còn 2 phút 14 giây. Off screen tiếp tục đột phá. Nhưng không hiểu phải sang Q2 may ra mới đọc tên được các bác của Liberty. Thủ ma số 24 tóc vàng đột phá. Dẻo quá. Layup không có điểm rồi. Rebound từ E-Gym.
Đây là Thảo Vy. Yijim nhận bóng. Maxwell, hai bên ở phía trong. Đường chuyền ra dành cho Thảo Vy. Vẫn còn 18 giây tấn công. Thảo Vy step back 3. Có 3 điểm dành cho Trương Thảo Vy. Cú ra tay đầu tiên của Thảo Vy và đó là 3 điểm được ghi thành công. Hai chị em trong ngày về sân nhà, à chính xác là về quê nhà của mình, thì đang có field goal 100%, chưa một ai ném trượt. Thủ tốt, nhưng vẫn là 2 điểm được ghi dành cho Liberty. Bây giờ đến lượt Thảo Vy là người lên tiếng này. 24-11. Yijim. Tiếp tục xin bóng. Đường chuyền hợp lý, chống trải, Maxwell cut and shoot. Chưa có 3 điểm nhưng có rebound dành cho Hyman. Kick ra, Thảo Vy đột phá vào phía trong. Lại là một đường chuyền. Và đó là 2 điểm với cú ném open của Hyman. Đột phá hút người rất tốt. Và thêm một assist dành cho Thảo Vy. 26-11, 15 điểm rồi. Đi 1 còn 40 giây. Có khoảng trống ném 3 từ đội bạn, không thành công. Rebound từ Hyman. Hyman đang nhặt rất nhiều rebound ngày hôm nay. Shot clock còn 20 giây. Thảo Vy quyết định đánh chậm. Thảo Vy muốn tận dụng triệt để shot clock tấn công của Gonzaga. Thảo Vy. Tiếp tục là Thảo Vy cầm bóng, chưa tìm được phương án chuyền bóng. Đây là Kelly Stokes, có tình huống phạm lỗi. Gonzaga đã có bonus, đã có được foul to give của đội bạn. Chúng ta đang được xem lại, ức ghiếc thì đang xem lại giờ lại tắt đi. Bà số 5 á, không mới đâu. Mấy trận trước vẫn đánh đều mà, đánh đội hình dự bị. Hai phạt dành cho Kelly Stokes. Này đang có 2 điểm. Một phạt thành công. West Coast Conference all freshman team a big part of Elisa 48. Xem đội nữ ném phạt còn thích mắt hơn là xem Wiggins ném phạt. Hai phạt chính xác từ Kelly Stokes. Rất chuẩn chỉ. 2 giây. Ném 3 khó, không có điểm rồi, có làm sao được. Khép lại quy 1, tỷ số đang là khi đang có 3 điểm này. Tính 3 mà, tính 2 đâu. Rồi, quay trở lại với trận đấu ở quy 2. Izalito đã vào sân bên phía Gonzaga. Yijim có một tình huống chiếm vị trí rất hay. Nhận bóng từ Eliza và có pha layup đơn giản. Gonzaga đã chạm tới điểm số 30 khi mà quy 2 còn mới bắt đầu. Jordan Hodges. Jordan Hodges. Đột phá. Tài vừa thổi lỗi. Đó là lỗi với cầu thủ mang áo số 22 Jordan Bailey. He spoke with Kerry Green earlier this week and he said we've got a very young unit and unfortunately we're a little behind where we would like to be at this point in the year. Kind of had a funny line. He said I wish we had some magic pixie dust that we could. Vậy là Yijim đã được rút ra nghỉ rồi. Yijim mắc hai lỗi cá nhân. Those veteran type plays, but unfortunately they're just not quite there yet. Hôm nay thì Yijim đang có 2 điểm. Thì ném 3 không thành công rồi. Hôm nay đội bạn ném không tốt lắm. Thảo Vy cầm bóng. Chống trải, ném 3 ngay. Một ném 3 hơi thiếu lực của Thảo Vy. Nỗ lực rebound từ Eliza và giúp cho Gonzaga giữ lại quả bóng bên vừa rồi. Thảo Vy phát bóng biên. Eliza nhận bóng. Đường chuyền ra dành cho Hyman. Thảo Vy. Có khoảng trống, Maxwell for 3. Chưa có 3 nhưng có offensive rebound. Đường chuyền hay và có 2 điểm and 1. 2 điểm cộng ném phạt dành cho Gonzaga và cộng 1 kiến tạo nữa dành cho Thảo Vy. Đó là Eliza.
Một đường truyền cực kỳ sáng tạo đến từ Thảo Vy. Kiến tạo thứ tư rồi. 32-11. There's a reason Kaylin Trong Eliza Hollingswood in the NCAA and assists 18th. Three point play. Một thứ đang khá dễ dàng cho Gonzaga. Đợt thi đấu này sẽ là 3 trận đấu liên tiếp nên sẽ có lẽ sẽ có tính toán về mặt đội hình và thể lực. Cướp bóng và hai điểm đơn giản nữa được lên dành cho Gonzaga. Đó là điểm của Esther Little. Timeout đến từ Liberty Flame. 35-11 rồi, 24 điểm cách biệt. Có quá nhiều những tình đây là ông Cary Green. 25 mùa giải dẫn dắt Liberty Flame. Ui, Gonzaga bắt trap luôn từ phần sân đối phương và cướp được bóng rồi. Hay quá. Maxwell ném 3. Bóng đã ở ngoài sân. Bóng biên đến cho Liberty. Đang là một phương án bắt trap ngay từ phần sân đối phương đến từ Gonzaga. Thảo Vy vào sân. Thảo Vy ra nghỉ. Thôi tranh thủ thì... À không, Thảo Vy vẫn ở trên sân. Và cũng Thảo Vy vào sân. Cố gắng phá kỷ lục luôn trong quý 2 nào. Bắt trap rất khó chịu và một turnover nữa. Vẫn là 5 giây không phát bóng biên. Bóng quay trở lại với Gonzaga. Mém mid-range. Có 2 điểm được ghi. Tiếp tục là điểm số của Thảo Mi. 16 điểm rồi. Carrier 2 cần gần lắm rồi Mi ơi. Có thể là phá luôn kỷ lục ở trong hiệp đấu thứ 2 này luôn thì sao. Trung phong khá cao. Nhưng mà thủ hay đến từ Gonzaga. Vẫn có rebound. Và cuối cùng thì đã phải có phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi với trung phong mang áo số 31 Bella Smuda. Quay lại sân cái ghi điểm luôn. 16 điểm của Trương Thảo My rồi. Field goal vẫn đang là 100% nha. Chưa trượt phát nào. Một pha thành công của Smuda. Was talking with Coach Green earlier this week, and he said, "No, I don't know how it worked out that we got put on the Louisville, Alabama side of the bracket, but as you said between games, there's no easy bracket in this tournament. The Betty Chancellor Classic, the Van Chancellor Classic. Evening games will be part of the Van Chancellor Classic. We have Thảo Vy luôn rất khéo, truyền ra ngoài, lại nhận bóng từ Thảo Vy, truyền hay, nhưng cuối cùng thì vẫn có điểm dành cho Eliza sau tình huống làm lại ở tình phòng layup thứ hai. Đường truyền hay đến từ Thảo Mỹ. 39-13 rồi, 26 điểm cách biệt. Thủ hay từ Hyben, có một steal. Thảo Vy quyết định đánh chậm rồi. Vẫn đang là cầm bóng từ Thảo Vy. Cú ném ngay từ Eliza. Bóng tráng một lúc sau đó rơi xuống rổ. Và 3 điểm nữa dành cho Eliza. Liberty vỡ trận rồi. 42-13. Trận đấu mà Liberty quá lép về. Và lay up khá khó, nhưng đó là điểm số được lên dành cho Liberty. Emma Hess là người lên điểm. Thảo Vy đường truyền cho Hyman, kích ra ngoài, vẫn còn bóng biên. Khoảng cách bây giờ đang là 27 điểm. Ơ, linh lác rồi. Mọi người đợi tí nha. Away from Hodges. That's kind of microcosm for the way things have gone for Liberty. Hodges in the lane, saw that one roll off her feet. They're just looking for any kind of momentum. Chưa có điểm. Hơi lag một tí.
Rồi quay lại với trận đấu nào. 6 phút. Đường chuyền hay vào phía trong, có 2 điểm dễ dàng dành cho Smuda. Time out đến từ Gonzaga. Một time out rất cẩn trọng đến từ cô Lisa. 5 phút 55 giây còn lại của quý 2. Khoảng cách đang là 23 điểm dành cho Gonzaga. Nhìn chung là tương đối an toàn. Vẫn đang là một trận đấu mà Gonzaga out rebound so với Liberty, khi mà họ đang có 12 rebound so với 6 của đối phương. Khả năng kiến tạo của Gonzaga cũng là vượt trội với 8 đường kiến tạo. Còn bên phía đội Liberty mới đang là 2 thôi. This is a big stage for this program too. We mentioned the growth that they have. They have a beautiful new facility in Lynchburg, Virginia. Coach Green said, "We have every opportunity to be a contender year in and year out in Conference USA. Have an undefeated football team. The men's basketball program has done some good things there in recent years, making the NCAA tournament." This group has not found trọng tài xác định có một tiếng phạm lỗi của các cầu thủ Liberty Flame. Sẽ có bóng biên dành cho Gonzaga. Hảo Vi là người inbound. Còn 20 giây tấn công, luôn rất khéo, chưa có khoảng trống dứt điểm. Bump fake hay, layup chưa có điểm. Và đó là lỗi đến từ pha nỗ lực tranh chấp rebound của Calisto. Lỗi đồng đội thứ 3 rồi. Vẫn đang là 42-19, 23 điểm cách biệt dành cho Gonzaga. Vẫn đang là một bài thủ dồn qua người. Nhưng Thảo Vy vẫn đang theo như hình với bóng. Một cú ném mid có 2 điểm nữa được lên. Qua người. Cú ném 3 ngay. 3 điểm đáp trả đến từ Eliza. Và thêm một kiến tạo nữa dành cho Thảo Vy. Hôm nay Thảo Vy tiếp tục cày kiến tạo. Vừa rồi là assist thứ 5 rồi. Cũng là một cú ném 3. Nhưng đó là cú ném 3 airball đến từ Liberty. Thảo Vy. Thảo Mi chống trải xin bóng. Đó là một đường chuyền. Ném 3 chưa thành công. Đó là cú ném 3 của Claire O'Connor. Thay người đến từ Gonzaga. Thảo Mi vẫn đang còn lại trên sân. Khoảng cách đang là 24 điểm. In fact, there's a step up at times, depending on the combinations. Throw it into O'Connor. Bóng fake hay, nhưng chưa có điểm số được ghi dành cho Claire O'Connor. Và bóng lên dành cho Liberty. She didn't know the ball was coming to her there off the inbound. Trong such an excellent passer with great court vision. Saw her before she even knew she was open. Phối hợp tốt. Có điểm không? Không có điểm được ghi. Bóng tráng ra ngoài với pha layup của Smuda. Cơ hội lên điểm dành cho các cầu thủ Gonzaga. Thảo Mi luân bóng tốt, ném 3 ngay. Bóng tráng ra ngoài nhưng có off rebound dành cho Hybern. Tiếp tục là offensive rebound. Ui, gõ vào đầu rồi. Có 2 phạt dành cho Hybern. Hybern lúc này đang nhặt rebound cực kỳ nhiệt tình luôn. Đang có tổng cộng là 5 rebound rồi. À đâu, quả này vụt vào tay, không phải vụt vào đầu đâu. Một phạt không thành công của Hybern. Hôm nay Hybern đang có hình như là 3 điểm rồi. Chính xác của quả phạt tiếp theo, ném 2 được 1. 46-21. Quý 2 còn 4 phút nữa thôi. Đột phá. Chuyền ra ngoài. Có khoảng trống ném 3 ngay. Và đó là 3 điểm được ghi dành cho Liberty. Thiếu ghi điểm của cầu thủ mang áo số 0. Maxwell.
Thảo My vẫn đang là người cầm bóng. Vẫn là Thảo My. Đột phá, khoảng trống, pull up, ném mid. Và lại là 2 điểm nữa dành cho Thảo My. Gần như là không biết trượt. Chính xác là không biết trượt đến từ Thảo My. Điểm số thứ 18 của Trương Thảo My rồi. Và còn cách career 2 3 điểm nữa và 4 điểm nữa để vượt qua con số này. Deep 3. Một ném 3 không thành công rồi nhưng có offensive rebound. Kick ra ngoài. Đột phá vào phía trong. Rất nhanh. And one dành cho đội bạn. Vừa rồi là pha layup rất khéo của cầu thủ mang áo số 23 bên phía Liberty Flame. Đó là Emma Hess. Và đem về N1. Cơ hội thêm một quả ném phạt. Thảo Vy đã quay trở lại sân. Field goal của Thảo My vẫn đang là 100%. Chứ biết trượt là gì. Ném phạt thành công từ Emma Hess. My vẫn đang là người cầm bóng. Thảo Vy. Có screen từ Hyben. Thảo My. Tiếp tục là Thảo My đột phá. Lay up khó quá. Lỗi rồi. Và hai quả ném phạt dành cho Thảo My. Một pha đột phá ôm bom rất tự tin. Và sẽ có cơ hội ở trên vạch ném phạt. Như vậy là có tham ảo đến từ Gonzaga. Khi mà Q2 còn 2 phút 50 giây. Nếu thành công ở hai quả phạt tiếp theo thì Thảo My sẽ có 20 điểm. Và đương nhiên cái việc mà vượt qua con số 21 điểm ở trong phần còn lại của trận đấu này là một điều mà có lẽ là không quá khó. Không quá khó với Thảo My. Nhưng mà hiện tại thì Thảo My đã có 18 điểm rồi. Hay quá My ơi. Thôi cố gắng phá kỷ lục sớm. Thắng sâu ra nghỉ. Mai đánh tiếp. Có thể là sẽ phá kỷ lục ngay ở trong Q2 này. Khi mà vẫn còn 2 phút 50 giây nữa. Field goal 6/6, 18 điểm, ném 3, 4/4. Một pha thành công. Nhìn bộ tỷ số này khéo Curry phải mơ ước. Chính xác cả hai quả ném phạt của Thảo My. Ném phạt cũng đang là 100%. Điểm số thứ 20 của Thảo My rồi. Quá ấn tượng. Suýt nữa có steal của Thảo My. Layup không thành công nhưng có rebound. Tranh chấp rất quyết liệt và trọng tài xác định là bóng luân quyền. Bóng lên này bóng xuống đây. Chữa lành thay cho Golden State Warrior. Chắc chắn rồi. Đây chính là chương trình chữa lành cho tôi. Rửa mắt. Cửa bóng tốt. Bóng dành cho Thảo My. Chuyền lên cho Thảo My. Quyết định đánh chậm lại. 2 phút rưỡi. Maxwell. Luân bóng rất tốt. Đường chuyền hay. Đường đó là một pha bắt bóng nó hơi trơn. Tay hơi trơn từ Eliza. 50-27 rồi. Khoảng cách đang là 23 điểm. Nỗ lực steal chưa thành công. Ném 3 điểm ở góc không độ. Cũng chưa có điểm số được ghi. Nhưng trọng tài thổi một loose ball foul của Gonzaga. My đang có 20 điểm. Field goal 6/6. Ném 3, 4/4. Ném phạt 4/4. Một rebound. 2 phạt cho Emma Hess. Một pha thành công. Chip away at the lead. If you can get it to 10, then you're in a game again. And you know they're getting close to that. Q2 còn 2 phút 10 giây. Mọi người điểm danh số 11 nào để cùng chờ đợi career 2 đến từ Thảo My. Mọi người đang xem trận đấu này giúp mình điểm danh số 11 nha.
để chờ đợi vào career 2 của Trương Thảo My. Sắp đến rồi, mình nghĩ là như vậy. Có lẽ là ngay trong Q2 thôi. Thảo My luân bóng tốt, bóng cho Eliza, một cú ném mid range. Có 2 điểm được ghi dành cho Eliza. Và có thêm một kiến tạo dành cho Thảo My. Đáp bộ tim. Vẫn có 2 điểm nữa được lên dành cho các cầu thủ Liberty. 52-31. Đã lên 31 rồi á. Khoảng cách đang là 21 điểm thôi. Thảo Vi có khoảng trống ở ngoài, chưa ném. Bắn fake, tiếp tục là Thảo Vi. Còn 10 giây. Thảo Vi đột phá, xoay sở khéo. Rời bóng mất rồi, vẫn có một đường truyền. 5 giây, cần phải lên rổ ngay. Không thành công, vào rebound dành cho các cầu thủ Liberty. Quý 2 còn 1 phút. Đường truyền là của Claudia Asin. Pull up ném mid, không có điểm rồi. Bóng đã chạm người Thảo My trước khi ra ngoài đường biên. Vẫn sẽ là cơ hội phá bóng biên dành cho Liberty. 48.5 giây. Rồi, rất nhiều con số 11 đã hiện thị trên khung chat. Và hy vọng là Thảo My có thể nhìn thấy điều này và phá kỷ lục cá nhân luôn trong hiệp đấu thứ hai. Cú đáp ném mid Ebon. Bóng quay trở lại với Gonzaga. 30 giây tấn công. Vẫn sẽ còn 2 đợt lấy bóng nữa, chia đều cho cả 2 đội. Thảo Vi. Thảo Vi này đang có 5 kiến tạo, 3 điểm. Vẫn là một bộ chỉ số khá quen thuộc của Thảo Vi trong những trận đấu gần đây. À quên nhầm, Thảo Vi. Tiếp tục là Thảo Vi. Cần có thêm những sự hỗ trợ. Bóng dành cho Eliza. Chống trải, deep 3. 3 điểm dành cho Thảo Vi. Vẫn là một cái hôn gió đến từ Thảo Vi. Cú ném quá hay. Deep 3 thành công. Đội bạn cũng ném khó, nhưng là làm gì có điểm. Chưa phải là phá kỷ lục đến từ Thảo My nhưng không sao. Đó vẫn là một cú deep 3 đẳng cấp đến từ Trương Thảo Vi để khép lại hiệp thi đấu thứ hai này. Tỷ số là 55-31. Khoảng cách 24 điểm trước khi bước vào giờ nghỉ. Quá an toàn. Điểm qua một chút về bộ chỉ số. Thảo Vi đang có 6 điểm, field goal là 2/3. Đều là những quả ném 3. Kia chưa kịp nhìn, nói chung là khá thấp. Rồi, quay trở lại với trận đấu nào. Đúng cái lúc nhà bài hay trận đấu quay lại. Rồi. Nhưng mà đang trên theo nhà đài thì vẫn đang là 20 điểm nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp đấu thứ 3. Trận đấu giữa Gonzaga và Liberty Flame. Tỷ số đang là 55-31 khi khép lại quý 2. Khoảng cách là 24 điểm dành cho Gonzaga. Chính xác luôn anh Cao ơi. Rất hot, rất hot. E-gym. Thảo Vi. Một hiệp đấu thứ 3 rất đáng chờ đợi vào career 2 của Thảo My. Và những màn trình diễn như thế này của Thảo Vi nữa. Và ôm bom đột phá mạnh mẽ và câu về 2 quả ném phạt dành cho Thảo Vi. Actually, I had a chance to talk to Tamara Collier, who was the high school coach of both Trong sisters. Một pha thành công. Ngoài ra, chúng ta cũng nhìn được rất nhiều những cái tinh thần cống hiến của Thảo My và Thảo Vi cho nước nhà mỗi lần về tham dự SEA Games. Chúng ta vẫn chắc hẳn là còn nhớ 3 điểm được ghi dành cho Maxwell. Chúng ta còn nhớ là tình huống ghi điểm cuối cùng của Thảo Vi đem về tấm huy chương vàng lịch sử cho đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam ở nội dung 3x3 tại SEA Games năm vừa rồi. Nó là vô cùng cảm xúc. Một hình ảnh có lẽ là chúng ta không bao giờ quên được. Sau khi layup thành công thì Thảo Vi đã ngã xuống sân và khóc rất nhiều sau tình huống ghi điểm đó.
Không thành công. Rebound dành cho Eliza. Thảo My. Bóng chạm chân một cầu thủ bên phía Liberty và sẽ có bóng biên dành cho Gonzaga. Vãi. Clip lại trên TikTok cũng cả tim vợ ghen ạ. Vãi. Sao cái này anh chưa kể em? Bây giờ em mới biết. Ejim đột phá, pull up ném mid có 2 điểm của Ejim. Trong một ngày mà Thảo My quá cháy thì Ejim đánh đang tương đối là chill, không ghi quá nhiều điểm. 61-31, 30 điểm rồi. Emma Hess, cầu thủ đánh tốt nhất bên phía Liberty từ đầu trận. Khoảng trống ném 3 ngày. Đó là 3 điểm thành công với một quỹ đạo khá đẹp và gọn gàng đến từ cầu thủ bên phía Liberty. Điều quỹ điểm của cầu thủ mang áo số 12, đó là Asia Bond. Thảo Vy. Maxwell cut and shoot 3 và lại là 3 điểm. 3 điểm của Maxwell. Hôm nay hiệu suất ném 3 của Gonzaga đang là rất cao. Loanh quanh đâu đó gần 65%. Thảo My đợt này thì đánh như kiểu một PG thuần luôn. Phân phối bóng, triển khai lối chơi, gọi bài các thứ, kiến tạo. Và có một lượng field goal khá là ít. Nói về việc phong trào bóng rổ của Việt Nam đi lên, trước đó thì cũng đã đi lên rồi, nhưng kể từ sau khi mà Thảo My và Thảo Vy về với đội tuyển quốc gia và đánh SEA Games thì phong trào nó còn đi lên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là với bóng rổ nữ được chú ý đến rất nhiều. Có hai điểm khá dễ dàng với chiều cao của mình đến từ Smuda. Ejim outlet pass rất nhanh và đó là hai điểm được lên cho Ejim, rất đơn giản. Ejim hôm nay đã có điểm số thứ 8 thì phải. 66-35, vẫn là 31 điểm. Luân bóng tốt. Trọng tài xác định là có tình huống phạm lỗi từ Gonzaga. Như vậy là sẽ có hai quả phạt dành cho Smuda. Rất cao. 6'6". Chính xác luôn, đó là truyền cảm hứng đó. Một pha thành công. Đang mắc hai lỗi đồng đội từ Gonzaga. Hai phạt chính xác. Đấy, anh em nhìn bóng rổ nữ ném phạt chắc chiêu thế cơ mà. Ai đâu như NBA. Thảo Vy chống trải 4-3. Chưa có 3 điểm của Thảo Vy. Như này đang có field goal ném 3 là 2 trên 4. 50%, khá là ổn. Cướp bóng không? Chưa cướp được bóng. Vẫn đang là bóng dành cho Liberty. Ném 3 điểm góc không độ và có 3 điểm được ghi dành cho Liberty. Ném 3 rất tốt từ Emma Hess. 66-40. Đột phá. Vẫn là Thảo Vy. Chưa có dứt điểm được. Chuyền ra. Ejim ném mid. Có 2 điểm dễ dàng dành cho Ejim. Ở một tình huống long mid range. 68-40. Điểm số thứ 10 của Ejim rồi. 8 hay 10 gì đó. Cái box score này cập nhật hơi chậm. Tình huống không chính xác. Nhưng có offensive rebound. Nhưng sau đó là một tình huống cướp bóng ngay lập tức đến từ Thảo Vy. Nhưng có vẻ là bóng biên vẫn sẽ còn ở lại với Liberty. Hyburn và Cali Stokes được tung vào sân. Trong quy 3 này thì Thảo My đang nhận ít bóng và chưa ném tình huống nào. Vẫn chưa thể có những cú ném khi mà hai bên đang kèm khá sát. Mười bảy giây tấn công của Liberty, thủ hay và bóng dành cho Thảo My. Bóng quay trở lại với Gonzaga. Hai bên. Thảo My là người đang có bóng, đưa bóng cho Ejim. Ejim quyết định đột phá. Bump fake. Rất hay.
footwork rất đẹp đến từ E-Gym để loại bỏ được trung phong cao to bên phía đối phương. Hay này, Thảo My. Thảo My có bóng. Tiếp tục là Thảo My đường truyền. Chống trải, Thảo My 4-3. 3 điểm dành cho Thảo My. Quả ném 3 thành công thứ 3 từ đầu trận của Thảo My. Điểm số thứ 9 của đường kiến tạo thuộc về Thảo My. Khoảng cách bây giờ là 33 điểm khi mà Q3 còn 5 phút 10 giây thời gian nghỉ ở những phút sắp tới của hiệp đấu thứ 3 này. Thảo My inbound, cú ném từ E-Gym chưa thành công. Có rebound dành cho cao thủ Liberty. 73-40, khoảng cách vẫn đang là 33 điểm. Qua người, cầu thủ có lỗi đến từ các cầu thủ bên phía Gonzaga. Sai quả ném phạt. Đó là lỗi của Kalisto với Smuda. Một phạt thành công. Chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm vào kỷ lục cá nhân được phá của Thảo My khi mà hiện tại Thảo My đang ngồi trong băng ghế dự bị. 42-73, kéo khoảng cách về con số 31. Thảo My. Hybern lùi lại ném 3 điểm. Quá cẩn thận luôn. Rút lại một chân ném 3 điểm cho nó chắc. Nhìn kỹ lại không bị ăn bớt điểm nào. Rất hay, 3 điểm của Hybern. 76-42. Tình huống nhìn rất kỹ vạch 3 điểm rồi bên em. 2 điểm dễ dàng dành cho cao thủ Liberty. Vừa rồi là tình huống lên điểm của cầu thủ mang áo số 12. Đó là Asia Bon. Hyman. Maxwell. Đường truyền dành cho E-Gym. Chống trải. Ném 3 điểm. Chưa thành công đến từ Thảo My. Thảo My hôm nay vẫn có cho mình 3 quả ném 3 thôi. Một pha thể hiện kỹ thuật lỗi đến từ cầu thủ bên phía Liberty. Đến. Đó là Emma Watts. Emma Hess. Tình huống behind the back vào chân. Emma Hess có một tình huống phòng ngự không chính xác rồi. Tuột cả chun mực tóc của V rồi. Một tình huống trọng tài xác định là blocking foul. Tình huống quả này thì phải là lỗi tấn công nhá. Quả này lỗi tấn công mà. Thảo My đã là người thích chát trước nhưng mà trọng tài vẫn bắt một lỗi cản người đến từ Thảo My. Quả vừa rồi là lỗi tấn công mà. Thảo My quay trở lại sân rồi. Nuôi quả đó lỗi tấn công ấy nhỉ. Trọng tài có lẽ là hơi nhầm ở tiếng vừa rồi. Một phạt hỏng của Emma Watts. À, Emma Hess. Ném 2 được 1. Thảo My vào sân và bây giờ My sẽ là người cầm bóng chính. 3 lỗi cá nhân đến từ Thảo My. Hyman. Thảo My nhận bóng. Eliza. Maxwell cut and shoot 3. Chưa có 3 điểm. Foul rebound hơi hờ hững đến từ Hyman. Nhưng vẫn sẽ còn bóng biên dành cho Gonzaga. Chúng ta vẫn đang chờ đợi điểm số của Thảo My. Điểm danh lại số 11 nào. Điểm danh lại số 11. Eliza. Thảo My. Cú ném 3 ngay. 3 điểm thành công dành cho Eliza. Hôm nay Eliza cũng đang đánh rất tốt.
79-45, 34 điểm. Phối hợp rất tốt từ Liberty và điểm số được lên dành cho Smuda. Tiếp tục là quả ném 3 và lại thành công đến từ Eliza. Back to back 3. Kiến tạo dành cho Thảo My. Từ lúc gần cái career 2, Thảo My truyền nhiều đấy. Chưa ném thêm quả nào, toàn truyền thôi. 82-47, 35 điểm rồi. Ném khó, không có điểm thành công. Lấy bóng dành cho Gonzaga. Thêm một đường truyền nữa. Không có tình huống ghi điểm thành công của Hyman. Quý 3 còn 1 phút 30 giây. Behind the back, step back midrange. Một cú ném airball. Vẫn sẽ còn bóng dành cho Liberty. Clay O'Connor vào sân. Thảo My đang khá là ít ném ở trong quý 3 này. Chính xác hơn là chưa ném quả nào. Đột phá, thả floater, bánh shot airball. Cú ném từ Hess, bóng trắng ra ngoài, rebound từ Eliza. Thảo My nhận bóng, ghi điểm nào. Vẫn là Thảo My. Tiếp tục là chuyền bóng thôi. Clay. True freshman Claire O'Connor. Hyman. Đường truyền dành cho Eliza ở trong pin. Vẫn còn bóng biên dành cho Gonzaga. Cá nhân một tí đi. Bốn mươi sáu phẩy hai giây cuối. Thảo My là người inbound. Không có lỗi backcourt, vẫn còn cơ hội tấn công. Esther Little. Thảo My 4-3. 3 điểm dành cho Trương Thảo My. Và đó là career high. Career high của Thảo My. Đây rồi. Cuối cùng thì nó đã đến. 22 điểm của Thảo My. Có một tình huống cướp bóng và layup đơn giản dành cho Gonzaga. Cuối cùng thì career high đã đến dành cho Thảo My với một quả ném 3 điểm thành công. Hiệu suất dứt điểm vẫn là 100%. Không trượt phát nào. Rất biết chọn thời điểm để ném. Shot selection là tuyệt vời. Đến từ Trương Thảo My. Một cú ném vừa rồi không phải gọi là dễ được. Nó vẫn là một cú ném khó. Khi mà tầm chắn của đối phương vẫn là khá cao. Vẫn là 3 điểm. 22 điểm dành cho Thảo My. Field goal là 7-7, ném 3 là 4-4, ném phạt là 4-4, 4 kiến tạo, 1 rebound. Ghi điểm tiếp nào, 12.3 giây, Thảo My cầm bóng. Rất hay, chống trải, Claire O'Connor 4-3, 3 điểm của Claire O'Connor. Hoa cháy đến từ Gonzaga, 90-48. Mình vừa gửi cái đường link bóng cam ở lên khung chat nào trên Nick Park Perry à. Kích ra ngoài, quay trở lại với quý 4 nào. Thảo My. Thảo My vẫn đang ở trên sân. Đường truyền đánh cho E-Gym. Tiếp tục là Thảo My. Tỷ số đang là 90-48. Ờ, như trên khán đài có cả bố của Thảo My này. Thảo My và Thảo Vi. Bác Mẫn đang có mặt trên khán đài. Cùng với em trai cũng đang hiện diện ở trên trận đấu ngày hôm nay.
để theo dõi Thảo My và Thảo My thi đấu. Trong 3 ngày liên tiếp trở về Houston, Texas. Ném 3 ngày. Có rebound dành cho Claire Connor. That's up next in the nightcap. You were saying, Coach, you think that might be the best game. Của Gonzaga là 62%, của Liberty là có 35% thôi. Mississippi State and Clemson. Thảo My tiếp tục là Thảo My đường truyền. Phối hợp tốt, có một tình huống cướp bóng đến từ cầu thủ bên phía Liberty, có vẻ như vẫn còn bóng biên. Chợt nhận ra KT này cũng 11. Cũng là cây team 11, nhưng không hề là Clay Thompson. E-Gym rất mạnh mẽ, nhưng không có điểm, có rebound. Và lỗi đối với Eliza. Hai quả đá phạt dành cho Eliza. Nếu như hôm nay mà Thảo My giữ được cái field goal 100% này và đạt được career high thì nó gọi là tuyệt cả là vời luôn. Nó gọi là trọn vẹn. Cười rất tươi và xinh đến từ Thảo Vy ở bên ngoài dàn bands. Nở một nụ cười nhẹ nhàng. Xinh xắn đáng yêu. 10 điểm cho góc quay vừa rồi. 91-48. 8 phút 15 giây của khuỷu 4. 8 phút này có lẽ là thủ tục thôi, nhưng mà khoảng cách bây giờ là quá lớn rồi. Hôm nay Eliza cũng đang có 22 điểm nha. Figo là 8-13. Ném 4-6 ở ngoài vạch 3 điểm. E-Dream chưa ném. Thảo My là người nhận bóng. Clay O'Connor chống trả Thảo My 4-3. Ơ kìa, chết rồi, mất field goal 100% rồi. Tiếc quá. Cú ném trượt đầu tiên của Thảo My. Thôi coi như quả đấy chúng ta mù đi, chúng ta không biết gì nhá. Coi như quả đấy không biết gì. Coi như là quả đấy Thảo My không ném. Quả đấy là một đường truyền lỗi. Chúng ta coi như không biết gì nhá, vẫn là field goal 100%. Ném 3 điểm không thành công từ đội bạn. Có người đồng ý không? Quả đấy coi như là chúng ta không biết gì. Field goal vẫn đang là 100%. Chúng ta bị mù tạm thời. Coi như là tôi chưa thấy gì nhé. Hai quả phạt dành cho Liberty. Một phạt thành công. Gonzaga is never going to hesitate because that's something that can đấy, đúng rồi, vẫn là 100%. Ai biết gì đâu. Em hai được một rebound từ E-Gym. Thảo My. Vẫn chưa cướp được bóng. E-Gym. E-Gym rất nhanh và khỏe. Tài thổi lỗi cản người. Thảo My đã quay trở lại sân rồi. Đội trận này 100 điểm của Gonzaga là điều chắc chắn rồi. Bây giờ 91 điểm rồi. Thảo My đã vào sân. Hai người nhanh quá chưa kịp nhìn. Lại là lỗi đến từ Liberty. Vì hôm nay đang có 9 điểm nha. Ném thành công 3 quả. Ném 3. Không phải nhầm mà kiểu thay người nhanh quá không kịp nhìn. Ném 3 hơi thiếu lực từ Eliza. 91-49. 9 điểm nữa để Gonzaga đạt đến cột mốc 100 điểm ngày hôm nay. 6 phút 45 giây, còn 14 giây tấn công dành cho Liberty trong tình huống tấn công này.
đột phá. Vẫn chưa có khoảng trống dứt điểm được truyền hay. Có 2 điểm được ghi dành cho cầu thủ mang áo số 10 bên phía Liberty. 40 điểm, còn 40 điểm cách biệt. Ijim, Thảo Vi vẫn đang luân bóng khá tốt từ Gonzaga. Vì 2 giờ back vẫn chưa truyền được bóng. Còn 9 giây, Thảo Vi cầm bóng có screen. Tiếp tục là Thảo Vi full up ném mid. Có lỗi và 2 quả ném phạt dành cho Thảo Vi. 9 points for her. She can enter into the... Bạn số 14 xinh thế. Ui, khen thừa. Chắc chắn là phải xinh rồi. Kaylee just got back to strength. She missed 23 games last year. Một phạt lại lắc ra ngoài của Thảo Vi mất rồi. West Coast Conference Player of the Year. I mentioned that conversation with Coach Collier, their high school coach at Jersey Village, now at Cinco Ranch. Chính xác ở quả phạt thứ hai. Và vừa rồi là điểm số thứ 10 của Thảo Vi. 92-51. Quý 4 còn 6 phút nữa thôi. Hôm nay đang có ơ sao lại hiện có 9 này. 10 chứ. 9 điểm. À 10 điểm, phi gôn 37. Thảo Vi truyền khá nhanh nhưng hơi bất ngờ với Eliza. Eliza có khá nhiều tình huống bắt bóng kiểu hơi tay hơi trơn ấy. Nên là bóng hay bị tuột. They've been able to keep the turnovers extremely clean, as you could imagine, with such a big lead. Only 7 on the day for Gonzaga. Hai bên vào sân. Thêm một trận đấu khá là chill nữa của Gonzaga. Không mất quá nhiều sức, không quá căng thẳng. Trận đấu căng nhất từ đầu giải đến giờ chính là trận đấu gặp Washington State. Trận đấu mà chúng ta đã phải bước vào tới overtime. Đó cũng là trận thua duy nhất cho đến thời điểm này của Gonzaga ở mùa giải năm nay. Phải sở khá hay nhưng không có điểm số được ghi. Rebound rất tốt từ hai bên. Charlie Stokes. Ijim làm quả ba nào. Chưa thấy Ijim ném ba bao giờ. Lỗi với Thảo Vi. Lỗi đồng đội thứ năm và Thảo Vi sẽ được bước lên vạch ném phạt. Hai quả ném phạt dành cho Thảo Vi. Vừa rồi là lỗi đồng đội thứ 5. Hôm nay là một ngày ném phạt không tốt lắm đến từ Thảo Vi. Vi ném trượt 3 quả phạt rồi. Thành công của quả phạt thứ 2. Điểm số thứ 11. Chuẩn bị có double double dành cho Thảo Vi này. Thảo Vi chuẩn bị có double double. Thiếu 2 kiến tạo nữa thôi. Cầy kiến tạo nào Vi ơi. Cầy thêm 2 acid nữa cho có một double double. Một ngày trọn vẹn luôn của hai chị em. Đột phá rất nhanh. Đẩy áp không có điểm, có rebound dành cho Thảo Vi. Được truyền dành cho Ijim. Kích ra ngoài. Tiếp tục là Thảo Vi chống trải. 4-3. 3 điểm dành cho Thảo Vi. Thôi, ghi điểm cũng được, không cần phải kiến tạo. Điểm số thứ 14 của Thảo Vi. Và vừa rồi mới là quả ném 3 thành công thứ 3. Có một steal dành cho Esther Little. Ijim. Thảo Vi cầm bóng. Có screen, tiếp tục là Thảo Vi. Đường truyền, Hybern ném 3. Không có 3 điểm cho Hybern. Có rebound dành cho Ezra Little. Cũng chưa có điểm luôn. 2 lần layup chưa có điểm. 3 lần chưa có điểm nhưng có off rebound. Wide open 3. Vẫn chưa có điểm. Rồi tấn công lại. Vẫn còn, lại chống trải. Làm lại lần 2. Lần 2 thì phải là 3 điểm dành cho Thảo Vi. Back to back 3 dành cho Trương Thảo Vi. Ok luôn, 17 điểm. Ui, Thảo Vi ra ngoài đợi vào sân, ngồi cả ra rồi. Lỗi đồng đội, à lỗi cá nhân thứ tư của Thảo Vi. Tham ao đến từ con. Chúng ta chuẩn bị quay lại với 3 phút 43 giây cuối của quý 4. Điểm số đang là 99-51. Ui, ngày mai ra ngồi cắt highlight là cũng mệt đấy. Ui, lại cười thôi. Vi lại cười thôi.
tươi vãi. 17 điểm. Hugo 5-10. Ném 3-4-9. Rất đáng yêu. Thảo My vẫn đang ở trên sân và vẫn có cơ hội gia tăng điểm số. Rơi bóng đến từ các cầu thủ bên phía Liberty. Cơ hội lên điểm dành cho Gonzaga. As a little. Gonzaga resets. They are 16 of 31 from outside today. Sao nhà đài đưa có 6 kiến tạo? Mình cũng không biết. Ở trên cái box score này thì là 7. Đang có khá nhiều xung đột. Thảo My chống trải ném 3 điểm. Thành công! Thêm một quả 3 điểm nữa của Trương Thảo My. Hugo vẫn là 100%. Vẫn là 100% và vừa rồi là điểm số thứ 25 của Thảo My rồi. Doubling the output of Liberty in this game. 51 point margin. Cú ném khó cũng có 3 điểm dành cho các cầu thủ Liberty. 102-54. They've got some young players, coach. We mentioned Kerr Green told us that they're relying. Mai cắt highlight là mệt đấy. Nhiều điểm quá không biết cắt cái highlight nào. Maxwell. Tiếp tục là bóng dành cho Thảo My. Đột phá hơi khó kích ra ngoài. Maxwell 5 giây cần phải ném nhanh hơn. Cú ném của Maxwell. Như vậy là shot clock violation. Bóng quay trở lại với Liberty. Vẫn là field goal 100%. Đúng rồi, vẫn 100%. Mình thống nhất là vẫn là 100% nhá. Cái quả kia coi như là truyền hỏng, không phải ném ấy. Truyền nó vô tình vào rổ, vào vành rổ. Chứ có phải là ném đâu. Ui, Thảo My ra nghỉ rồi. 2 phút cuối. Để phá nhanh mà có 2 điểm được lên dành cho Liberty. 102-56. Khoảng cách là 46 điểm. Bạn áo số 4 là Clay O'Connor nhé. Tiếp tục là Clay. Đột phá. Chưa được. 1 phút 38 giây. Maxwell ném 3 điểm. Không thành công. Có rebound. Hôm nay mặt trận rebound của cao thủ Gonzaga là quá vượt trội. 35-22 edge on the glass for Gonzaga. Thêm 2 điểm nữa được ghi dành cho Liberty. Oh, cho đội bạn ghi điểm tí cho nó đỡ buồn. 58-102. Hyben. Maxwell. Ừ. Gần hết trận nên còn lag. Hyben. 35 giây nữa thôi là trận đấu sẽ khép lại. Clay O'Connor. Hôm nay không có Payton nhé. 8 giây. Đột phá layup chưa có điểm. Đứng điểm hơi lâu đến từ Gonzaga nhưng mà có lẽ cũng không quan trọng nữa rồi. 18 giây cuối thôi. Vẫn chưa ném đến từ Liberty. Lỗi. Hai quả ném phạt dành cho Liberty. Well, Pine Bluff, I'm really interested to see what they look like on this stage. You know, they're coming out of the SWAC. They don't play in this big of a tournament. Thảo Vy có 17 điểm nhé. Coach Dawn Thornton has done a tremendous job there. She's got a contract extension. Một pha thành công. Took them further than they've ever gone a year ago. And they have a lot of portal kids from Power 5 schools. They do. So I'm really interested to see what they look like. And Tulsa, ném 2 được 1. Có thêm một rebound dành cho Hyman. Bóng lên. 10 giây cuối thôi. Có lẽ là xong rồi. Garbage time. Và trận đấu sẽ khép lại ở đây. Trận đấu đầu tiên ở Texas của Gonzaga. Và họ có chiến thắng thứ